nay mình sẽ test thăm dò độ nhạy của cái dòng que test này nha. Đây là 10 cái test của cái CBV Crash là tháng 11 năm 2024. Giờ mình sẽ test ngẫu nhiên 10 cái. Coi cái độ nhạy với cái độ nhạy ngẫu nhiên nha. Cà phê không? Bao vô. Đây là một hộp nguyên que test nè. Đó. Bây giờ đây là cái dung môi của nó nè. Mình sẽ dùng hai ống dung môi đi. Đây là cái mẫu của con chó nè, mẫu phân. Đây, mẫu phân. Đó, khi mà lấy phân xong đó là mình đưa vào và mình xoáy như thế này là đủ nè. Đây, đậy cái nút lại nè. Cái nút này có nắp lọc nha. Đó. Hoặc là trường hợp mình sử dụng cái này, mình cho bớt nước đi, cho cái lượng này nó đậm đặc đi. Nó rất là đậm đặc luôn nha. Nó rất là dơ luôn nè. À, bây giờ mình sẽ test nè. Thử nè, không có đầu lọc nè. Lượng rất là nhiều nè. Đó. Và những cái này mình sẽ nhỏ nè. 1, 2, 3, 4 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 nè. 1, 2. Hết. Rồi, chờ. Hồi nãy là mấy cái đầu tiên là mấy cái? Đi chang luôn anh ơi, không có đầu lọc lẫn không lên nè. Có đầu lọc lên ngay lập tức luôn. Đó chưa? Từ. Đó là cái này mình đổ nhiều, không đầu lọc. Phân bị tạp nhiễm, đổ nhiều phát là mình đổ phát là nó sẽ tràn lên. Nó tràn lên. Còn như mấy cái này là nó thấm lên là nó sẽ nhanh hơn. Còn tràn này lên là hắn có nguy cơ gây lỗi test. Nguy cơ gây lỗi thôi nghe, chứ thực tế là cái không có vạch kịp. Ừ. Rồi chờ xí, cái này là khi nãy là mấy giờ? Không bao giờ. Cái đây là 3 phút 50. Dạ là hồi 12 giờ 7 phút. Lúc 12 giờ. Thì vô cái tờ giấy cái bia đấy. 7 phút. Đi cái bia đó, cái bia đó. À, 12. 12 giờ 7 phút. Vậy sẽ là tới 12 giờ 12 phút đến 12 giờ 17 phút là mình sẽ đọc kết quả nha. À, bây giờ cứ để cho cái test nó lên tự nhiên. Cái này ha, cái test này là mình đổ cái lượng dung môi cũng phải là cỡ 10 giọt này, 10 giọt này. Và không có đầu lọc, mình đổ phát là nó trượt nó lên liền. Còn mấy cái này là đều có đầu lọc hết và tất cả là đều mỗi cái là 4 giọt hết nè. Nên mình chờ một tí để coi cái kết quả. Đọc lên hay lập tức luôn. Đây thường lỗi là lỗi do cái kiểu test như thế này nè. Thứ nhất là đổ quá nhiều cái dung môi cùng lúc. Là thay vì nó thấm lên á, là hắn chả tràn lên là nó sẽ gây lỗi test.
Còn á là có đầu lọc mà nhỏ đúng 4 giọt nè, nhỏ đúng 4 giọt là nó thấm lên là không bị lỗi. Còn này đổ tràn lên phát là nó dễ bị lỗi tét nè. Nhưng mà thật ra nó vẫn có vạch không kìa. Nó vẫn lên vạch, nhưng mà cái này là hắn chả tràn lên. Chứ nó không phải là thấm lên, thấm lên là em thấy cái vạch kiểm chứng là hắn lên liền, nó lên rất là đậm. Rồi sau khi vạch kiểm chứng lên thì cái vạch dương tính nó sẽ phản ứng. Thì trong vòng 5 đến 7 phút, 5 đến 10 phút mới đọc kết quả nghe. Chứ không phải nhỏ vô là đọc kết quả liền, không đúng. Vì hiện tại bây giờ là nó đã bắt đầu xuất hiện cái vạch dương tính rồi nè. Nhưng mà nó chưa đậm đủ cái thời gian này nó sẽ đậm. Nên là test nó phải đúng kỹ thuật. Chứ test sai kỹ thuật là nó sẽ hư, nó không lây, nó lỗi test liền. Rồi ok, test đi. Tí nữa rồi chụp kết quả lại.